ta luôn cố gắng tạo cho mình thói quen ăn những thực phẩm lành mạnh. Tuy nhiên thì cùng một lúc chúng ta không thể nào tiêu thụ hết tất cả các loại ngũ cốc, rau, củ, trái cây, những thành phần giàu canxi và protein. Như vậy thì chúng ta vẫn chưa thể tạo cho mình một bữa ăn cân bằng. Vậy thì sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn một loại thực phẩm chức năng, đó chính là thực phẩm chức năng Life Pack của nhà Nu Skin. Đây là một sản phẩm sẽ cung cấp thêm dưỡng chất cho bạn để chúng ta bảo vệ sức khỏe mỗi ngày. Ngoài khả năng cung cấp các chất dinh dưỡng thì trong Life Pack cũng có chất chống oxy hóa các hợp chất cần thiết cho sức khỏe tối ưu. Life Pack là một công thức khoa học giúp hỗ trợ sức khỏe và tăng cường tuổi thọ. Nó cung cấp thêm rất nhiều các vitamin và các khoáng chất cần thiết mà chúng ta bị thiếu hụt trong bữa ăn hàng ngày, bổ sung thêm các chất dinh dưỡng và năng lượng để chúng ta không bị mắc các bệnh do thiếu hụt dinh dưỡng và do mức oxy hóa thấp. Và sau đây là những công dụng tuyệt vời từ sản phẩm Life Pack của nhà Nu Skin. Đầu tiên đó chính là giảm thiểu sự thiếu hụt về dinh dưỡng. Thứ hai đó chính là cung cấp nhu cầu dinh dưỡng ở mức độ tế bào với lượng chất dinh dưỡng tối ưu cần thiết cho sức sống và sự sống. Thứ ba đó chính là cung cấp các lợi ích chống lão hóa và bảo vệ tế bào vượt trội. Thứ tư đó chính là cải thiện và hỗ trợ mạng lưới phòng thủ gốc tự do với các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Thứ năm đó chính là cung cấp một hỗn hợp toàn diện các chất dinh dưỡng, hỗ trợ và tăng cường cho hệ tim mạch luôn luôn khỏe mạnh. Thứ sáu đó chính là cung cấp hỗ trợ dinh dưỡng xương toàn diện. Thứ bảy đó chính là thúc đẩy chức năng và hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Thứ tám đó chính là hỗ trợ ổn định chuyển hóa đường trong máu. Thứ 9 đó chính là cung cấp các lợi ích chống lão hóa bao gồm tuổi thọ và sức khỏe. Thứ 10 đó chính là giúp duy trì thị lực khỏe mạnh. Ngoài ra thì nó còn có các chức năng như là thúc đẩy răng và lợi khỏe mạnh, hỗ trợ quản lý cân nặng, khuyến khích chức năng và bảo vệ da tối ưu, tăng cường chuyển hóa năng lượng, và cuối cùng là giúp duy trì hiệu suất tinh thần. Vậy điều gì làm sản phẩm Life Pack trở nên khác biệt so với những sản phẩm khác? Hãy cùng tôi tìm hiểu nhé! Thứ nhất, Life Pack chính là một sản phẩm bổ sung cho chế độ ăn uống toàn diện đầu tiên mà có cả chất chống oxy hóa. Thứ hai, đó chính là nó cung cấp một lượng vitamin và khoáng chất thiết yếu cần thiết mà những chất này thì thường thiếu trong các bữa ăn hàng ngày. Thứ ba, đó chính là thúc đẩy toàn bộ mạng lưới của cơ thể chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể từ thiệt hại của các gốc tự do. Thứ tư đó chính là Life Pack đã được nghiên cứu lâm sàng, chứng minh lợi ích chống oxy hóa và tim mạch qua việc sử dụng Life Pack đều đặn mỗi ngày. Thứ năm đó chính là Life Pack đã được kiểm chứng khoa học. Và cuối cùng đó chính là sản phẩm đã được đóng gói và thuận tiện khi đi ra ngoài. Vậy chúng ta cần sử dụng sản phẩm Life Pack như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất? Chúng ta hãy sử dụng từ 1 đến 2 viên vào cùng bữa ăn, ngày sử dụng 2 lần sáng và tối để đạt được hiệu quả tốt nhất nhé! Có rất nhiều người hỏi mình là bao nhiêu tuổi trở lên thì có thể dùng được Life Pack. Vậy thì sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu ở độ tuổi nào thì chúng ta nên sử dụng loại sản phẩm này nhé. Nhà Nu Skin thì đã nghiên cứu ra nhiều loại Life Pack khác nhau dựa trên nền tảng của Life Pack để có thể cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết ở các độ tuổi khác nhau như là phụ nữ đang mang thai, nam giới, phụ nữ trên 40 tuổi. Vậy thì chúng ta phải làm cách nào để có thể chọn ra cho mình một sản phẩm Life Pack phù hợp? Sau đây mình sẽ phân biệt giúp bạn một số loại Life Pack của nhà Nu Skin để chúng ta có thể chọn ra một sản phẩm phù hợp nhất với mình nhé. Đầu tiên đó là Life Pack Woman, là loại giống như Life Pack thông thường, đều cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết mà bữa ăn hàng ngày thiếu, nhưng có cung cấp thêm cranberry, sức khỏe theo dõi tiết niệu, bổ sung chất dinh dưỡng xương, GLA hỗ trợ hormone và sắt để hỗ trợ kinh nguyệt dành riêng cho phụ nữ. Sản phẩm thứ hai đó chính là Life Pack Prenatal. Đây là loại Life Pack dành riêng cho phụ nữ trong giai đoạn thai kỳ nên sẽ không chứa đầy đủ các chất phytonutrient được tìm thấy trong Life Pack thông thường mà nó sẽ chú ý bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết trong thai kỳ như sắt và acid folic được nghiên cứu kết hợp với nhau một cách khoa học với các nguồn dinh dưỡng đảm bảo dung nạp tiêu hóa tốt cho cơ thể. Sản phẩm thứ ba đó chính là Life Pack Bram. Đây là loại chủ yếu dùng cho nam giới trên 40 tuổi và phụ nữ mãn kinh. Nó giống như cấu hình của loại Life Pack thông thường nhưng sẽ tăng thêm các chất dinh dưỡng để hỗ trợ thêm cho khớp, tim, xương, não và năng lượng. Và cuối cùng là Life Pack Nano.
Đây là Lipak tổng hợp từ những lợi ích của Lipak, Lipak Woman và Lipak Bram, nhưng đặc biệt sẽ là sự kết hợp giữa công nghệ Nano và Merin Omega trong cùng một gói đôi nhằm mang đến nền tảng dinh dưỡng tiên tiến cho cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài của con người, không còn tình trạng suy nhược cơ thể liên quan đến sự thiếu hụt dinh dưỡng và quá trình chống lão hóa. Để mua được sản phẩm Lipak, các bạn hãy mua trực tiếp tại tổng công ty của Nu Skin hoặc là mua qua các nhà phân phối thuộc ủy quyền của Nu Skin để có được giá tốt và được hàng chính hãng nhé. Trên đây là những chia sẻ của mình sau khi đã tìm hiểu và sử dụng sản phẩm Lipak của nhà Nu Skin. Các bạn hãy mua thử và trải nghiệm để xem có cảm nhận giống mình không nhé.